Mình xin chào tất cả các bạn nha. Có rất nhiều bạn hỏi là cái cách chăm sóc mai con, phân thuốc, giờ cái cách pha phân như thế nào á các bạn, giờ dùng thuốc gì cho cây mai á để cho cây mai nó mạnh khỏe, nó nhanh lớn đó các bạn, cây mai con nè đặc biệt. Rồi thì đây mình mới vô nhà mình lấy thuốc ra nè các bạn, để mình chia sẻ đến các bạn những cây mai mà con của mình á, nó đến thời điểm cái cây hai sắp già là vỏn vẹn được 7 lần tưới dưỡng rễ các bạn, là mình sẽ xài những loại phân thuốc gì nha các bạn. Là chiều nay mình tưới nè các bạn, chiều nay mình tưới kích rễ nè, những cây mai của mình đang đi tược nè các bạn thấy không nó. Như những clip trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn á, những cây nó đang đi tược non như thế này thì mình tưới thằng dưỡng rễ là Atonix các bạn nha, chứ mình không kích rễ. Đợi những cái khi cái cây nó già, đây cây già như cây này nè, mình sẽ sử dụng N3M các bạn. Đây đó, vì lý do mình nói lại cho những bạn mới á các bạn chưa có nghe được và chưa biết cái cách sử dụng thuốc kích rễ như mình đó các bạn, thì sẽ biết được để mà áp dụng nha. Là do những cây mai này nó đang già tược như vậy nè, thì tức là cái bộ rễ dưới nó cũng già luôn các bạn đó, cho nên mình mới tưới N3M. Cái công dụng của N3M á, là nó độc quyền đó các bạn, là nó chỉ ra rễ cực mạnh đó, đó là cái công dụng hữu hiệu nhất của nó đó các bạn. Còn cái thằng Atonis thì nó lưu dẫn, nó là điều hòa sinh trưởng, nó dẫn ra rễ luôn, nhưng mà nó không lợi thằng N3M đâu các bạn. Mình sử dụng rồi, mình không có chê, nhưng mà loại thuốc nào nó thích hợp với cây theo từng giai đoạn như thế nào á thì mình nên đã dùng rồi mình mới biết các bạn. Cho nên mình chia sẻ các bạn nè, trên vườn của mình hiện tại là đa số nó chiếm tỷ lệ là 80% nha các bạn, là đang đi cơi không đó các bạn thấy. Cây này cũng gần già ha, giờ qua cây này đang đi cơi nè, còn cây này mới nhú ha. Đó thì mình sẽ chọn lọc những cái cây nào á, nó nói chung là những cây nào có lá non là mình sẽ sử dụng thằng Atonis này để mình tưới gốc nha. Và trước khi mình tưới á thì tưới theo cái liều lượng của nhà sản xuất nha các bạn. Mình ở đây mình tưới 20 lít nha, một bịch này nè các bạn. Bịch này có 8 ngàn nè, tưới được 20 lít nước. Thì theo 20 lít nước á, mình tưới cho cây mai của mình á, được khoảng 10 cây các bạn. Đó, 20 lít là bổ đồng là một cây vậy đó, là 2 lít. Theo một cái bồn của mình đây nè, cây 2 lít là do mình để nó khô luôn các bạn, mình mới tưới. Đó, các bạn thấy nè, khô queo, khô thốc nè, khô trắng luôn các bạn. Đây đó, mình đã cắt nước nó 2 ngày các bạn, khô trắng luôn. Giờ hôm nay mình tưới nè, pha theo tỷ lệ mình tưới. Tưới xong mình sẽ xịt thằng thuốc sâu vào bò chỉ luôn các bạn. Đó, mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn. Hôm nay mình sẽ thay đổi cái thằng thuốc bò chỉ luôn nha. Chuyến rồi là mình xịt thuốc cái hiệu tiếng Anh mình không biết nha các bạn. Là có cái hình logo của con mèo á. Và chuyến này mình sẽ chuyển qua thằng Actaga nè các bạn. Đó, Actaga này nó là đặc trị thằn gầy thôi nha. Nhưng mà có nó vẫn trị được những loài chích thúc các bạn. Đó, thì cái con nhà bò chỉ ấy, nó cũng là loài chích thúc nha. Và đặc biệt thuốc này nó cũng trị sâu luôn. Đó. Cho nên những clip trước mình có nói với các bạn á, một loại thuốc sâu hay là thuốc gầy gì đó thì nó cũng diệt được 5-6 loại con sâu con gầy nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm, thuốc dưỡng này cũng vậy nữa nè. Nó đâu phải là dưỡng không đâu các bạn, nó còn kích rễ nè, ra rễ nè. Nó
Một loại thuốc vậy nó cũng có hai ba công dụng, nhưng mà cái đặc trị của nó, ý mình nói là cái thế mạnh nhất của nó đó là độc quyền đó các bạn. Thì thằng này nó lưu vẫn mạnh, nó không bằng thằng N3M ha. Đó, N3M là nó độc quyền của nó là ra rễ, cho nên mình lựa chọn những cái cây đang đi tược vậy nè các bạn, mình sẽ sử dụng thuốc này Antonix. Nó mình có chia sẻ đến bạn các bạn clip trước rồi đó. Clip trước các bạn thấy cái những lô mai con của mình lá leo que hết các bạn. Mới đi cơi đầu mà. Lá đâu được nhiêu đâu, hôm nay đi cơi hai các bạn thấy nha. Đó, và hôm nay lần này mình tưới kích rễ. Lần sau là mình sẽ cộng với phân nha các bạn. Lần sau mình sẽ cộng với phân hóa học để mình tưới cho cây. Và khi những mình cộng phân hóa học mình tưới rồi các bạn, mình sẽ lưa ra là 15 ngày nha. 15 ngày mình mới tưới một lần lại. Và vẫn kết hợp với lại thuốc dưỡng rễ luôn. Tùy theo cái cây của các bạn nó đang đi tược non hoặc tược già mà mình cộng thằng dưỡng rễ nha các bạn. Tược non thì Atonis với phân. Phân ở đây là đầu cử đầu tiên ấy là mình xài phân đáp xanh nha các bạn, là hạt gỏi xanh đó. Còn những cái cây đọt già thì mình sẽ xài N3M là kích rễ ra rễ nha, cộng với đáp xanh. Nó tùy theo tới lúc đó đó cây của mình nó phát triển như thế nào và mình tưới như thế nào mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn tiếp nha các bạn. Nó còn bây giờ thì mình sẽ mình cũng nãy giờ mình vòng vòng mình cũng trả lời cho tất cả các bạn đang thắc mắc, đang phân vân mà lưỡng lự hỏi á các bạn, hỏi mình á là mai con xài phân thuốc gì và cách xài ra sao á. Nó mình xài y vậy đó các bạn. Bạn cứ đọc hướng dẫn trong cái gói này nè. Nhà sản xuất người ta hướng dẫn mình đó các bạn. Thì các bạn xài. Còn đặc biệt thuốc này. Chị bò chỉ nè, mình thay đổi thuốc nha để đừng cho con sâu và con bò chỉ nó kháng thuốc các bạn. Nó lợn thuốc rồi là nó khó trị hơn nha. Đó, nhất đặc biệt là con bò chỉ nó khó trị dữ lắm các bạn. Mình chỉ xịt hạn chế nó thôi. Không bao giờ các bạn xịt trên cây mai của các bạn mà nó chết tuyệt đối đâu các bạn. Mình dám cam đoan luôn. Không bao giờ. Chỉ mình hạn chế thôi cho cây nó phát triển mạnh thôi các bạn. Chứ con bò chỉ là lúc nào của các bạn cũng thấy trên cây mai vẫn có, nhất là ban đêm. Ban đêm các bạn xách đèn ra các bạn thấy những cây đọt non các bạn đang đi như cây đó, tối các bạn xách đèn ra là ít nhiều gì các bạn thấy trên một cây, ít nhiều gì các bạn sẽ thấy từ 5 đến 10 con. Đó, nó bò lên bò xuống, bò lên bò xuống như đó, trắng có, vàng có, đen có. Rồi clip này mình chia sẻ đến các bạn vậy nha các bạn. Tùy theo cây mà mình sử dụng thuốc thôi. Cây già thì sử dụng kích rễ N3M ha, cộng với lại trâu bò chỉ. Còn cây non thì xài Atonix cho nó lưu dẫn lên, nó nuôi luôn cái tược các bạn. Đó, cách sử dụng tại vườn mình là vậy. Rồi mình cuối clip mình xin chúc tất cả các bạn trồng cây nhanh lớn nha các bạn. Nó đặc biệt như cây mai con, mình rất thích trồng mai con các bạn. Vì trồng cây mai con mình sửa rễ được nè, tạo dáng được từ nhỏ nè, theo ý của mình. Đó, theo những tác phẩm mình suy nghĩ ra, mình làm kiểu dáng như thế nào các bạn. Thì nó sẽ sau này nó sẽ y vậy thôi. Tùy theo các bạn chăm sóc cây sống mạnh khỏe thì nó còn cái tác phẩm của mình nha. Mà cái cây các bạn chăm sóc không được, lỡ nó suy nó yếu nó không còn cây á, thì mất luôn cái tác phẩm của mình nha các bạn. Đó, nên các bạn trồng cây thì các bạn phải cố gắng. Như lúc nào mình cũng có nói, cây gì cũng bệnh, con gì cũng có bệnh hết nha các bạn. Mình các bạn nuôi con gà con vịt cũng có bệnh, con cá cũng vậy. Đó, cây cũng vậy. Cái mai, cái ổi, cái xoài ha, cái cóc này kia nọ thì nó cũng có sâu bệnh khác nhau hết các bạn. Nhưng cái quan trọng á, mình biết sâu bệnh đó, mình điều trị nó kịp thời và đúng lúc thì cây nó mới phát triển mạnh nha các bạn. Rồi, cuối clip mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và trồng cây nhanh lớn nha các bạn.